đồ đệ của ta thế mà lại là nữ đế chấp 118. Bí mật gì? Tiểu hữu có biết tại sao hiện nay ở Đại lục Cửu Châu rất ít cao thủ, cấp chí tôn đã là tồn tại đỉnh cấp rồi không? Ngươi muốn nói thì nói, đừng ở đó mà lấp lửng. Xiên vào, ta nói. Ở thời đại thần thoại thượng cổ, Đại lục Cửu Châu từng triển khai một trận đại chiến kéo dài rất lâu với hồn tộc tới từ thế giới khác xâm nhập vào đây. Tuy trận đại chiến này kết thúc bằng thất bại của hồn tộc, nhưng Đại lục Cửu Châu cũng bị tổn hại nặng nề, dẫn tới linh khí tụt giảm. Vì vậy, các thần của Cửu Châu hợp lực tạo ra một thế giới mới phù hợp cho việc tu luyện, hay còn được gọi là thượng giới. Sau này, tất cả các cao thủ của Đại lục Cửu Châu chỉ cần tu luyện tới chí tôn cảnh thì sẽ nghĩ cách để lên thượng giới tiếp tục tu luyện. Tuy tu vi của tiểu hữu là đế cảnh, sức chiến đấu lại đạt tới chí tôn cảnh. Với thiên tư của tiểu hữu, nếu lên thượng giới nhất định có thể tu được đại đạo, cần gì tiếp tục ở lại Cửu Châu lãng phí thời gian. Ta có tới thượng giới hay không, có liên quan gì tới ngươi? Tiểu hữu không biết, ở Cửu Châu này chỉ có một con đường lên thượng giới. Chỉ cần tiểu hữu có thể tha cho cháu của ta một mạng, lão phu sẽ nói cho tiểu hữu vị trí của chỗ đó. Phi thăng thượng giới, cực kỳ vinh quang, không ai có thể cưỡng được sự cám dỗ này. Nếu Cửu Châu luôn tồn tại con đường lên thượng giới, cho dù ngươi không nói, ta sớm muộn cũng có thể tìm được. Phụt! Không! Huống chi con người của ta luôn nói lời giữ lời. Ta đã nói cháu của ngươi chết chắc rồi, vậy hôm nay hắn buộc phải chết. Tiểu tặc, liệt thiên ta thề, đợi ngươi tới thượng giới, liệt thiên ta nhất định sẽ xé ngươi tan xác. Ồn ào! Sư phụ, xin lỗi! Khiến sư phụ chọc giận kẻ địch mạnh như vậy. Lang thần lão tổ này liệu có khi nào quay lại tìm chúng ta trả thù không? Đừng lo lắng, con đường giữa Cửu Châu và thượng giới này chắc là một chiêu. Nếu không hắn sẽ không nói đợi ta tới thượng giới mới tìm ta trả thù. Đúng thế, nếu thế thì chẳng phải sư phụ. Mãi mãi cũng sẽ không lên thượng giới hay sao? Nếu hôm nay ta đã có thể diệt phân thân của hắn, ngày sau cũng có thể thua chân thân của hắn. Ta sớm muộn cũng sẽ lên thượng giới, nhưng... Được rồi, đã làm xong việc, chúng ta về đế quốc Hạo Thiên. Lần này tới đảo yêu thần ta đã nhận một muội muội nuôi, lát nữa ta sẽ giới thiệu cho ngươi làm quen. Thành Thiên Đế, tổng bộ của đế minh. Chúc nghênh đế thiên thiếu chủ xuất quan. Chúc mừng thiếu chủ tấn cấp chí tôn cảnh. Minh chủ của đế minh, đế thiên. Tập phim hôm nay kết thúc tại đây. Mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Nền tảng này hoặc đỗ nết nha mọi người. Chúc mọi người xem phim vui vẻ. Đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo chuyện ra sớm nhất.